thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ và nhà mục vụ giáo họ xóm Một Tân. Vào lúc 9 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2023, tức Chúa Nhật Hai Phục Sinh cũng là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên về với giáo họ xóm Một Tân thuộc giáo xứ An Phú, giáo hạt Phổ Lý để dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ, nhà mục vụ mới. Trước sự chào đón nồng nhiệt của giáo dân, Đức Tổng Giám Mục Du Xe gửi lời chào đến cộng đoàn. Kế đó, ngay cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ. Đức Tổng giáo mục Du Xe nhấn mạnh, nhà mục vụ là một công trình quan trọng. Đây là nơi đào tạo giáo dân và là nơi mà mọi người không phân biệt tôn giáo gặp gỡ nhau. Được biết, cha Du Xe Bùi Quang Tào là người đã đặt móng xây dựng công trình nhà mục vụ. Tổng diện tích là hơn 300m2, chiều dài 27m, chiều rộng 11m. Sau khi rảy nước thánh làm phép nhà mục vụ, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong bầu khí hân hoan và trang trọng đầu lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe làm phép nhà thờ mới với nghi thức làm phép nước và rảy trên các tín hữu cũng như tường nhà thờ mới. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Du Xe nhấn mạnh mầu nhiệm phục sinh là cốt lõi đức tin của người công giáo. Vì thế, giáo hội không ngần ngại để tuyên xưng Chúa vẫn hiện diện giữa nhân loại. Từ đó, Ngài liên hệ đến lời mời gọi mọi tín hữu canh tân đời sống đức tin cá nhân trong năm 2023 của Tổng giáo phận ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Tổng giáo mục Du Xe nhắc lại lịch sử hình thành nhiều thăng trầm của giáo họ. Ngài nhìn nhận chính sự kết nối giữa các thế hệ đã làm nên một cộng đoàn đức tin hiện diện giữa nơi có nhiều người chưa nhận biết Chúa. Ngài mời gọi giáo họ tiếp tục xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương. Sau lời nguyện giáo dân, Đức Tổng giáo mục Du Xe làm phép bàn thờ. Ngài nhấn mạnh bàn thờ là nơi trang trọng, là nơi cử hành bí tích thánh thể và là tượng trưng cho chính Chúa Giêsu. Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ thánh thể trang nghiêm và kết thúc trong niềm vui của cộng đoàn giáo họ. Theo thông tin từ Ban Mục vụ của giáo họ, ngôi nhà thờ được khởi công từ ngày 9 tháng 1 năm 2012 với tổng diện tích 350m2, chiều dài 31m, chiều rộng 12m và tháp cao 31m. Sau 8 năm xây dựng, ngôi nhà thờ đã được hoàn thành vào ngày 25 tháng 2 năm 2020.